Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đốt lò củi lạ, phe phái trong đảng giành nhau vào đại hội 13. Sáng ngày 12 tháng 12, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền của nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam đã coi đây là một cơ hội để vinh danh người đốt lò vĩ đại. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhận xét rằng ông Tổng Bí thư đã nhiều lần kết luận công khai rằng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ, không trùng xuống mà còn quyết liệt hơn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, ông Học cũng khẳng định lò ở đầu nhiệm kỳ 12 nóng thì tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn mãi như thế. Theo báo cáo của tổng kết đại hội nghị từ năm 2013 cho đến năm 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, bao gồm 27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng. Thế nhưng, dư luận trong và ngoài nước nhìn nhận công tác chống tham nhũng hay còn gọi là chiến dịch đốt lò của người thứ ba trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà nước sau ông Hồ Chí Minh và Trường Chinh là Nguyễn Phú Trọng, thực chất chỉ là cuộc thanh trừng phe phái mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn năm 2013-2020. Và việc này được diễn ra ngay trước kỳ Trung ương thứ 14. Nhà nghiên cứu David Hood trong một bài viết của mình về những mục tiêu thật sự của chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đã đăng trên báo Asia Times vào ngày 14 tháng 5, ghi nhận hai lý do thật sự khiến ông Trọng mở cuộc chiến chống tham nhũng một cách mạnh mẽ trong hai năm 2016-2017. Lý do trước hết là loại bỏ các lãnh đạo doanh nghiệp và chính khách gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và sau đó là chiến dịch nhằm loại bỏ những đảng viên bị cho là tự chuyển hóa hoặc không còn đủ lý tưởng cộng sản. Nhà báo Đỗ Ngà thì gọi là công tác chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng thực chất nó là một chiến trường đấu nhau giữa các nhóm mafia chính trị bên trong của Đảng Cộng sản mà thôi. Tất nhiên, với kẻ nào cũng tự tội đầy mình thì bị thịt lúc nào cũng dính tội. Tuy vỏ bọc bên ngoài là chống tham nhũng, nhưng bên trong nó là cuộc chiến giữa phe phái, mafia chính trị, tranh giành các quyền lực, ảnh hưởng cũng như các quyền lợi đi kèm. Vào ngày 16 tháng 8, tại cuộc họp của Ủy ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thế nhưng ai cũng nhìn ra những vùng cấm mà ông Trọng trong suốt cả nhiệm kỳ vừa qua không dám động đến. Nhà quan sát Phạm Nhật Bình thì nhận định như sau. Chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là kế rung cây nhát khỉ. Chiến dịch ấy chỉ làm thịt được một số người thuộc phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nhưng thực chất không dám động đến quyền lực phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng ở phía Nam. Cũng như việc lãnh chúa Thành Hồ Lê Thanh Hải chưa có luật pháp nào dám động đến. Với những thanh củi đã vào lò trong thời gian vừa qua cho thấy, ông Trọng chỉ có thể động đến một số nhân vật từ miền Trung trở ra mà thôi, chứ ở trong miền Nam, đặc biệt là tỉnh Nam Bộ, hầu hết vững như bàn thạch vì có bàn tay bao che của phe nhóm ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đốt lò chống tham nhũng cuối cùng là cơ hội để tốt, đề cao ông Nguyễn Phú Trọng như một tổng bí thư kiệt xuất nhất từ sau ông Lê Duẩn. Nhà báo Đỗ Ngà cũng đưa ra nhận định tương tự trong một bài viết phân tích cụ thể về vùng cấm trong cuộc chiến trên danh nghĩa là chống tham nhũng của nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam này. Đây là hình ảnh những thông tin trong nước đăng tin về xe biển xanh liên quan đến bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị. Ông phân tích tiếp như sau. Đầu tháng 6 năm 2016 khi đó, báo chí được lệnh đồng loạt đăng bài về một vị phó chủ tịch Hậu Giang mượn chiếc xe Lexus gắn biển xanh. Đánh hơi chuyện chẳng lành, người sử dụng xe biển xanh là ông Trịnh Xuân Thanh khi đó
đã cáo bệnh và chuồn sang Đức trốn luôn. Cuối cùng, kẻ chạy trốn cũng bị Nguyễn Phú Trọng sai Tô Lâm sang tận Berlin bắt cóc về để trị tội. Với ông Trọng, Trịnh Nhân Thanh là tép riu, ông ta dễ dàng ra tay lên trên và bóp nát. Vào tháng 2 năm 2017, báo chí cũng được lệnh tố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi xe Toyota biển xanh giả vì biển xanh của chiếc xe này trùng với biển trắng của một chiếc xe Land Rover khác. Nguyễn Xuân Anh cũng trình giấy tờ gốc chứng minh biển số xanh là thật. Nhưng cho gì là thật thì cuối cùng cậu ta cũng bị cách chức, thu hồi chiếc ghế giao cho Trương Quang Nghĩa. Rõ ràng với Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Xuân Anh cũng chỉ là con dép riu và ông ta chỉ dùng tay hất một cái nhẹ là cậu ta văng ra khỏi ghế. Cũng trong năm 2016, báo chí đồng loạt tố ông Nguyễn Thành Nghị là con trai cả của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tại thời điểm đó giữ chức bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Dùng một chiếc xe sang Land Rover, biển xanh. Báo chí lúc đó cho biết họ đã tra cứu trên trang web của Cục Đăng Kiểm Việt Nam thì không có biển xanh nào có số như chiếc xe Land Rover kia. Cũng bài đánh Trịnh Xuân Thanh đem áp dụng cho Nguyễn Thành Nghị, nhưng bài đánh chết người kia giờ đây chỉ là gãy ngứa cậu hai của nhà Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Kết quả Trung ương chẳng kỷ luật được ai trong tỉnh Kiên Giang. Như vậy thì rất rõ ràng Nguyễn Thành Nghị không phải là tép riu mà là cá mập. Và xung quanh con cá mập trẻ này cũng là vùng cấm không phải ai cũng dám động vào. Và sau đó cũng đã xảy ra một chuyện động trời, đó là việc ông Nguyễn Phú Trọng đi vào Kiên Giang và tại đó ông ta đã bị đột quỵ lần một tại đây. Và không thể đầu hàng nên vào tháng 4 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng đưa thanh tra chính phủ tiếp tục vào Kiên Giang thanh tra những sai phạm đất đai của tỉnh này giai đoạn từ tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2011 cho đến 31 tháng 12 2017. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhân chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ tỉnh Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Và ngay sau đó, cũng cùng thời điểm này, thì ông ta đột nhiên mất tích một thời gian với lý do bị đột quỵ và phải cấp cứu một tháng. Kết quả thanh tra tuy được khui ra sai phạm cho đến 2.300 tỷ đồng, nhưng thanh tra chính phủ né không xử lý mà giao trách nhiệm xử lý ấy cho cậu hai Nguyễn Thành Nghị. Trung ương về, thanh tra địa phương phát hiện địa phương sai phạm mà lại giao cho địa phương xử lý sai phạm đó. Đây rõ ràng là cách làm sai quy trình. Thế nhưng Trung ương vẫn làm vậy, điều này chứng tỏ họ sợ Nguyễn Thành Nghị. Vậy lại một lần nữa khẳng định lãnh địa Kiên Giang là vùng cấm đối với cỡ thanh tra chính phủ và cũng là vùng cấm đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, ông Trần Đại Quang đã bị chết khi đang còn đương chức và sau đó là trò thâu tóm quyền lực hết sức nhanh chóng của ông Nguyễn Phú Trọng. Với quyền lực to lớn trong tay, vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông ta kéo quân đến Kiên Giang để thăm Nguyễn Thành Nghị thì bỗng nhiên bị đột quỵ lăn đùng ra ở đây. Cũng may cho ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã huy động trực thăng bay xuống Kiên Giang chở ông ta về bệnh viện Chợ Giấy kịp thời cấp cứu. Nhờ chuyến giải cứu ấy mà nay ông Trọng may mắn đi đứng được trở lại, mặc dù hiện nay vẫn còn để lại nhiều biến chứng thể hiện qua thần thái chậm chạp, động tác lờ đờ, dáng đi khập khiễng. Nếu trước kia Trung ương thì ép thanh tra xuống Kiên Giang moi móc, thanh tra khi xuống Kiên Giang thì phải đi nhẹ nói khẽ vì họ biết đây là vùng cấm đối với họ, sau đó kết luận sai phạm nhẹ nhàng rồi rút êm, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ tại Kiên Giang lại càng làm cho giới thanh tra phải tái mặt cho dù nguyên nhân đột quỵ là gì đi chăng nữa. Nhà báo này cũng đưa ra kết luận như sau: chính bản thân ông Trọng với tột đỉnh quyền lực còn không dám xâm nhập được vào vùng cấm ở Kiên Giang thì có thể nói câu chống tham nhũng không có vùng cấm của ông trở nên vô nghĩa. Nó vô nghĩa ngay với người có quyền lực to nhất như ông, chứ đừng nói tới ai khác ngoài ông. Việc cách chức nguyên bí thư Thành ủy của ông Lê Thanh Hải cũng là một bằng chứng cho thấy ý nghĩa sau cùng của cái mà ông Trọng hô hào là công cuộc chống tham nhũng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng cho cách một chức mà ông Lê Thanh Hải đã không còn giữ nữa về mặt pháp luật là hết sức vô nghĩa và gây trò cười cho thiên hạ khắp trong và ngoài nước. Bởi ông Lê Thanh Hải đã gây ra nỗi oan cho người dân Thủ Thiêm nay đã hơn 20 năm với hội chứng rành rành. Thêm vào đó, vào năm 2016, ông này rời khỏi vũ đài chính trị rồi.
Lúc ấy, cơ hội buộc tội Lê Thanh Hải phải trả giá cho những tội lỗi của mình với bà con dân Oan ở Thủ Thiêm đã rất rõ. Và tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không ra tay mà đến cận kề đại hội lần thứ 13 đem ông này ra cách đi cái chức mà ông ta không còn giữ nữa? Rõ ràng là nếu có thiện chí chống tham nhũng thì ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt ông Lê Thanh Hải như triệt Đinh La Thăng từ sớm rồi, chứ không phải để ông này nhởn nhơ nhiều năm cho đến nay và chưa biết đến khi nào có thể trừng trị được. Đây thực chất chỉ là trò cản gió nhau chạy trong cuộc đua nhân đại sự đại hội đại biểu lần thứ 13 mà thôi. Hơn nữa, đứng ở góc nhìn của dân Thủ Thiêm, nạn nhân của ông Hải thì hình thức trừng phạt mà ông Trọng đưa ra cũng chẳng có nghĩa gì cả. Hành động cách chức nguyên bí thư thành ủy, nó không bắt ông Hải phải trả bất cứ cái giá nào cho tội lỗi mà ông này đã gây ra với nhân dân Thủ Thiêm. Đặc biệt, nhà báo Đỗ Ngà còn nhận định rằng âm mưu sâu xa của công cuộc đốt lò của ông Trọng là diệt phe cánh đối địch để tạo chỗ trống cho những người tập huấn từ Trung Quốc chám vào nhằm tạo một bộ máy theo tàu thuần nhất. Và việc này dường như đã được chứng minh với việc Bộ Công an hiện nay do ông Đại tướng Tô Lâm đã sang tàu học hỏi và áp dụng y hệt mô hình của Trung Quốc về cho Bộ Công an. Bởi vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Tổng Bí thư, đã sang Trung Quốc cũng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ký 15 văn kiện. 15 văn kiện này chỉ được báo chí liệt kê tiêu đề, chứ nhân dân không hề biết được nội dung của nó là những gì. Và cái thỏa thuận thứ nhất trong 15 văn kiện hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cũng có thể thông qua con đường này, những vị Bộ trưởng và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã sang học hỏi và áp dụng mô hình Trung Quốc tại Việt Nam. Nhà báo này nói tiếp, nói về vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam cử cán bộ sang Trung Quốc học tập thì chúng ta không cần phải liệt kê, ta chỉ cần đánh từ khóa cử cán bộ sang Trung Quốc học tập thì sẽ có ngay 15 triệu kết quả, tha hồ mà xem. Vậy câu hỏi đặt ra là những cán bộ sang Trung Quốc học tập rất nhiều như thế, trong khi quan chức nào cũng tham quyền cố vị, thì làm sao đủ chỗ trống và bố trí cho những đứa con cưng này được đi học từ Trung Quốc khi trở về được? Câu trả lời chính là chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra chỗ trống cho những cán bộ do Trung Quốc đào tạo. Và nhà báo Đỗ Ngà cũng gọi đây là một trong những lộ trình bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam được che đậy khéo léo bằng đủ thứ hỏa mù như chiến dịch đốt lò mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đốt lò củi lạ, phe phái trong đảng giành nhau vào đại hội 13. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.